Lúc người đàn ông này đang đi săn ở vùng cấm thì bất ngờ nhặt được một hòn đá màu xanh phát sáng. Anh ta đem viên đá về thị trấn để hỏi, nhưng sau khi mọi người biết được lai lịch của hòn đá thì lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, đồng thời đuổi anh tránh xa họ ra. Do đó anh lặng lẽ đưa hòn đá về nhà. Không lâu sau, hòn đá lại động đậy, thì ra đây là một quả trứng, bên trong thế mà lại xuất hiện một con rồng với cái đầu nhỏ và đôi cánh ở phía sau. Anh hiếu kỳ muốn sờ thử con vật đáng yêu này. Đột nhiên có một dòng điện xẹt qua khiến anh ngất xỉu. Cảnh quay trở về vài chục năm trước, nơi này vốn là một đất nước hòa bình, người dân được các kỵ sĩ rồng bảo vệ. Trải qua nghìn năm hòa bình tẻ nhạt, các kỵ sĩ rồng ngày càng trở nên nóng nảy. Họ bắt đầu phát động chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Đến cuối cùng chỉ còn một kỵ sĩ rồng duy nhất sống sót. Vì vậy, ông ta liền trở thành quốc vương. Về sau, ông ta thống lĩnh binh sĩ phát động chiến tranh, tiêu diệt tất cả những kẻ không phục tùng mình. Phản quân không chịu khuất phục quốc vương, cuối cùng buộc phải trốn vào trong hang núi, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cho đến mấy ngày trước, có một người phụ nữ tên A ra trộm một quả trứng từ chỗ quốc vương. Quốc vương lập tức sai phù thủy đến bắt cô và cướp quả trứng về. Ông ta không muốn có bất kỳ thứ gì uy hiếp đến địa vị của mình tồn tại. A ra bị phù thủy giam trong biển lửa, không còn đường chạy. A ra giơ cao quả trứng trong tay, dùng phép thuật di chuyển quả trứng rồng đi nơi khác. Aragorn đang đi săn thì có một ánh sáng màu xanh lóe lên ở trước mắt. A ra bị phù thủy bắt đi, còn Aragorn thì vô tình nhặt được quả trứng rồng. Khi Aragorn tỉnh lại thì thấy lòng bàn tay xuất hiện một ký hiệu, đó chính là ký hiệu của kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết. Aragorn có một niềm yêu thích kỳ lạ đối với con rồng này, anh quyết định âm thầm nuôi nó. Nhưng tốc độ trưởng thành của rồng đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của anh. Không lâu sau, nó đã thành một con rồng trưởng thành, còn có thể giao tiếp với Aragorn bằng suy nghĩ. Thì ra, Aragorn chính là kỵ sĩ rồng mà nó hằng chờ đợi. Quốc vương biết được chuyện này, ông ta sai thuộc hạ đi tiêu diệt kỵ sĩ rồng trước khi anh trở nên mạnh hơn. Một buổi tối, Aragorn nghe thấy có nhiều tiếng động lạ ở thị trấn. Anh chậm chậm tiến đến gần cửa sổ, nhìn thấy một con quái vật đang hỏi thăm tung tích của mình. Đột nhiên quái vật quay đầu xông đến chỗ Aragorn. Aragorn suýt chút nữa bị nó phát hiện. Anh lập tức phát hiện sự việc không bình thường, do đó chạy bạt mạng về nhà. Nhưng tất cả đã muộn, chú của anh đã tắt thở nằm trên đất. Con rồng Saphira an ủi anh, nhưng anh lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nó và đuổi nó đi. Lúc này, một người đàn ông tên Brom đến tìm Aragorn. Ông ta không nói nhiều lời liền thiêu xác của chú anh, sau đó đưa anh vào rừng, dạy anh cách triệu hồi rồng và làm thế nào để sống chung với nó. Ông nói, quốc vương chắc chắn sẽ tiếp tục phái người truy sát cậu, cách duy nhất để cậu và Saphira thoát nạn là đi tìm quân phản loạn đang trốn trong núi. Khi lên đường, họ bị tấn công, linh hồn kỵ sĩ trong Aragorn đã vô tình bị đánh thức. Aragorn và cô rồng Saphira ngày càng ăn ý, sức mạnh cũng được thức tỉnh từng chút một. Từ lúc đầu họ phải chật vật chạy trốn truy sát, nhưng giờ đã thành chủ động tấn công. Tên phù thủy thấy thuộc hạ thất bại hết lần này đến lần khác thì vô cùng giận dữ. Hắn nghĩ ra một cách ác độc, đó là dùng phép thuật khống chế A ra, đi vào giấc mơ của Aragorn và truyền lời cho anh, khẩn cầu cậu tới cứu mình. Aragorn lập tức thu dọn đồ đạc và cưỡi rồng quay lại cứu cô. Mặc dù biết rõ đây là cái bẫy nhưng anh vẫn bất chấp tất cả xông vào hang ổ của tên phù thủy. Quả nhiên, vừa tới nơi anh đã gặp mai phục. Khi Aragorn sắp mất mạng, Brom xông ra đỡ cho anh một nhát chí mạng. Aragorn giơ cung bắn trúng gã phù thủy. Sau đó hắn biến mất, A ra cũng tỉnh dậy. Họ mang theo A ra chạy thoát, nhưng Brom bị thương quá nặng. Aragorn vô cùng ân hận, nhưng dù vậy thì cũng không thể nào thay đổi kết cục. Saphira giúp Brom hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, đưa ông bay lượn trên lưng rồng lần cuối. Cuối cùng, họ cùng nhau an táng Brom. Aragorn cũng kế thừa ý chí của ông, tiếp tục lên đường đi gặp quân phản loạn. Đã đến lúc lật đổ sự thống trị tàn bạo của quốc vương. Trên đường, họ đã gặp một người bí ẩn. Người đó đã đưa Aragorn đi tới nơi đóng quân của quân phản loạn. Sự xuất hiện của rồng đã tiếp thêm niềm hy vọng cho họ. Họ quyết định lên kế hoạch lật đổ quốc vương. Quốc vương nghe tin lại rất vui mừng vì Aragorn đã giúp ông ta biết được tung tích của quân phản loạn mà ông ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Ông ta có thể tập hợp lực lượng, bắt cả kỵ sĩ rồng lẫn quân phản loạn. Quốc vương ra lệnh cho phù thủy tập hợp lực lượng, chuẩn bị tiêu diệt kỵ sĩ rồng và phản quân. Đại chiến gần kề, phản quân đưa bộ giáp sắt của kỵ sĩ rồng mà họ bảo quản đã lâu cho Aragorn. Bên ngoài, quân đội đã tiếp cận hang núi, chúng phá tường đá xông vào. Aragorn và Saphira khích lệ lẫn nhau, họ mang trên vai niềm hy vọng của tất cả mọi người. Aragorn giơ thanh kiếm kỵ sĩ mà Brom đã đưa cho mình, Saphira thêm lửa cho thanh bảo kiếm vì hy vọng của toàn nghĩa quân. Họ chiến đấu hết mình, nhưng số lượng quân địch lại quá đông, vượt xa tưởng tượng của họ. Tóc này bị thiêu diệt lại có tóc khác xông lên. Tên phù thủy đang chứng kiến trận đấu lập tức nổi giận. Hắn triệu hồi một con rồng đen từ biển lửa, đích thân tiến lên tiêu diệt kỵ sĩ rồng. Những đòn tấn công của Aragorn đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Sinh vật kỳ lạ không rõ lai lịch này làm Aragorn hết sức hoảng sợ. Con rồng đen giống như một cái bóng vậy, không có cách nào tấn công. Lúc này, anh thử đánh nó từ trên cao nhưng vẫn không làm nó bị thương một chút nào. Con quái vật này dường như không có bất kỳ điểm yếu nào, ngay cả Saphira cũng không thể làm tổn thương đến nó. Trong lúc chiến đấu, Saphira bị rồng đen cắn bị thương. Nó đau đớn rên rỉ. Nó đã bị thương nặng, thị lực đang dần biến mất. Đây là cơ hội cuối cùng của họ. Saphira lấy thân mình chắn đòn tấn công của phù thủy. Sau đó nó hất mạnh đuôi. Aragorn lao lên đâm kiếm vào tim phù thủy, kết liễu cuộc đời đầy tội lỗi của hắn. Vào lúc Aragorn sắp rơi xuống, Saphira đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình đón được anh, còn nó lại rơi mạnh xuống đất. Lúc này nó đã bị thương quá nặng, chỉ còn hơi thở mong manh. Aragorn dùng sinh mạng của mình cứu Saphira. Ấn ký kỵ sĩ rồng phát sáng. Aragorn nhìn Saphira, miệng đọc câu thần chú, sau đó liền ngất đi. Nhưng ngày hôm sau, anh vẫn còn sống. Con rồng Saphira cũng sống sót một cách thần kỳ. Kể từ đây, thế giới đã có thêm một kỵ sĩ rồng thực thụ. Nhưng sự thống trị của quốc vương vẫn chưa chấm dứt. Hơn nữa, quốc vương tàn bạo cũng từng là một kỵ sĩ rồng mạnh mẽ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.